nghĩa thú rất sâu xa. Lời lời phạm hạnh, hàng hàng thanh lương, đầy đủ ý vị của kim cang bảo tạng. Thầy hãy khéo mà lắng nghe. Thường thường kinh Phật cho biết rằng là lời của Như Lai dạy trong các kinh Phật là từ cái lời ban đầu cho tới cái lời giữa và rốt sau đều là lành. Cái từ đó đơn giản như vậy đó, chứ không phải là kinh của đạo nào, của tôn giáo nào, của cái tín ngưỡng nào cũng được vậy đâu nha. Chỉ có kinh Phật là ban đầu, lời đoạn giữa và lời rốt sau đều lành. Có nghĩa là hoàn toàn phục vụ cho cái lý tưởng, giác ngộ và giải thoát của con người thôi. Còn để sau này dụng ý để kết bè, kết đảng, để làm cái lực lượng, cái hậu thuẫn của quần chúng, để khi cần là tuyên bố kiểu này, kiểu nọ, là do cái hậu thuẫn quần chúng, lực lượng của mình đông đảo như thế này, để cho người ta nể, người ta sợ, và giành lại cái quyền lợi, cái địa vị, cái chức tước vân vân về cho cái rất sâu xa. Lời lời phạm hạnh, hàng hàng thanh lương, đầy đủ ý vị của kim cang bảo tạng. Thầy hãy khéo mà lắng nghe. Thường thường kinh Phật cho biết rằng là lời của Như Lai dạy trong các kinh Phật là từ cái lời ban đầu cho tới cái lời giữa và rốt sau đều là lành. Cái từ đó đơn giản như vậy đó, chứ không phải là kinh của đạo nào, của tôn giáo nào, của cái tín ngưỡng nào cũng được vậy đâu nha. Chỉ có kinh Phật là ban đầu, lời đoạn giữa và lời rốt sau đều là, có nghĩa là hoàn toàn phục vụ cho cái lý tưởng, giác ngộ và giải thoát của con người thôi. Còn để sau này dụng ý để kết bè, kết đảng, để làm cái lực lượng, cái hậu thuẫn của quần chúng, để khi cần là tuyên bố kiểu này, kiểu nọ, là do cái hậu thuẫn quần chúng, lực lượng của mình đông đảo như thế này, để cho người ta nể, người ta sợ, và giành lợi cái quyền lợi, cái địa vị, cái chức tước vân vân về cho cái đoàn thể, đảng phái của mình. Không có cái đó, tuyệt đối là đạo Phật không có cái đó, rất là ngộ. Cho nên là kinh Phật là lời nói ban đầu, đoạn giữa và rốt sau đều là. Trong kinh Pháp Hoa thì gọi là hậu sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Cho nên là gần đây đó có cái số mà tăng ni hơi lớn tuổi mà không vô học được cái lớp học này, người ta muốn học mà. Tại vì cơ chế của mình chưa mở, mà giáo hội mình chưa quan tâm, tôi sẽ đề xuất ra mở cho người ta cái lớp không hạn chế tuổi. Cỡ nào lớn tuổi rồi, ta xuất gia trung niên, hoặc là hồi nhỏ ta lỡ ta không có điều kiện để học, bây giờ ta lớn tuổi rồi thì phải tạo điều kiện cho ta học. Thế thì là tôi định là, trong ý tôi đã ha, tôi dùng ba cái từ này: học 1 năm thì cấp cho cái chứng chỉ gọi là sơ thiện, học được 2 năm mà cấp cho chứng chỉ gọi là trung thiện, rồi học 3 năm thì cấp cái chứng chỉ gọi là hậu thiện. Sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, tức là ban đầu cũng lành, cái năm thứ hai học cũng là học chánh pháp lành ha, giải thoát giác ngộ, rồi năm thứ ba cũng là học cái chánh pháp mà phục vụ cho giải thoát giác ngộ cũng đều lành. Ý là ý muốn vậy, nhưng mà còn cái việc làm thì cũng phải có người hợp tác, đồng ý, có sự nhất trí của giáo hội, của tổ chức ha, thì mình làm nó mới là danh chánh công thuận. Chứ ba cái chữ đó là ba cái chữ tôi để ý đó. Học 3 năm sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Năm nào cũng học những cái giáo pháp giải thoát giác ngộ hết, chứ không có dạy cái kiểu lan man, không có gây ảnh hưởng tạo áp lực cho ai, mà dạy tất cả đều là giáo lý giải thoát giác ngộ. Cho nên là các cái giáo lý của các cái tín ngưỡng khác đó mà, ta có hậu ý hết. Giáo lý đạo Phật không có hậu ý. Cho nên là nghĩa lý rất sâu, nghĩa thú rất sâu, lời lời phạm hạnh, lời nào cũng hướng người ta giải thoát giác ngộ, không có kích động gây hận thù. Cho nên những cái lúc mà người ta giảng kinh mà kích động gây hận thù đó, một bữa giảng kinh vậy là 8.000 người, 10.000 người, 12.000 người. Mấy lúc đó đâu phải là tôi không biết kích động đâu, nhưng mà dứt khoát không làm, sẵn sàng chấp nhận liệt bỏ mình ra cái loại gì đó cũng được, coi mình như con sâu con dế cũng được. Chứ còn làm cái thứ kích động đó rồi, nói đúng là khả năng của tôi là tôi kích động, có khả năng kích động làm cho máu sôi sùng sục, bọt mép bọt mót sôi phèo phèo, rồi thì là lên đường rồi xuống đường, rồi tự thiêu tự đốt vân vân, đều có thể làm được việc đó. Cái tác động, cái khả năng kích động coi vậy cho không khó đâu, dễ làm lắm, nhưng mà đều không được. Kinh điển của đạo Phật là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, lời ban đầu, lời giữa và lời rốt sau đều lành, cho nên không làm việc đó. Sẵn sàng làm các bụi, sẵn sàng làm như con dung con dế, được loại bỏ ra lề của xã hội trong giai đoạn đó, mà không làm cái kia. Vì giáo lý của đạo Phật là ban đầu chẳng giữa đều lành. Đức Phật giải tiếp này cái giúp Đại Bát Niết Bàn có nghĩa là thường vắng lặng. Này, bắt đầu ta định nghĩa từ từ để giới thiệu cái Đại Bát Niết Bàn. Vì sao mà nghe cái văn tự chương cú này sẽ được an lành, hạnh phúc, tự tại, xa lìa được 4 con đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, dạ tu la. Là vì Đại Bát Niết Bàn này là cái chất của nó thường vắng lặng. Cái chất thường vắng lặng này nó giống như là hư không thanh tịnh vậy. Núi lửa có thể tuôn trào phùng phúc lửa trong cái thể hư không, cái bầu hư không thanh tịnh của vũ trụ. Núi đá, núi đất, cỏ, cây, hoa lá, nước mặn, nước ngọt, tất cả rừng rú, khoáng vật, động vật, thực vật, người thiện, người ác, kể cả chiến tranh, cục bộ chiến tranh là thế giới, rồi dùng cả những các cái thứ bom độc địa, đều ở sanh, đều hoạt động, đều là sanh diệt và diệt sanh ở trong cái thể hư không thanh tịnh vắng lặng đó. Tất cả những thứ có thể là làm thành nguyên nhân đau khổ. Trong đó có những cái cây ăn ngon dinh dưỡng, có những cái cây mà gây ra nghiện ngập như là thuốc lá, có những cái cây độc hại hơn nữa như cây anh túc, thì cái để ta làm ra áp hiện, ta làm heroin hết, đều ở trong cái bầu hư không thanh tịnh hết. Núi lửa lúc nào cũng phục đất cũng sụp, lúc nào sụp ngổn ngang trăm thứ tơ vò đau khổ của mọi người, mà nó ở đâu? Nó hoạt động, nó sanh diệt sanh ở trong cái hư không thanh tịnh. Và cái bầu hư không thanh tịnh an lành đó không lúc nào là không trùm chứa hết thảy những cái nguyên nhân vừa khổ vừa vui, vừa tốt vừa xấu. Thế thì cái chữ Niết Bàn đây là mình phải hiểu là cái đó. Nhân loại mặc dầu mặc tình mà chiến tranh, mặc tình mà thù hận, mặc tình mà chém giết, mặc tình mà oán hận, mặc tình là phân biệt phải quấy phân ra tốt xấu. Nhưng mà tất cả cái đó đều nằm trong cái thể thanh tịnh của Niết Bàn. Mà thể thanh tịnh Niết Bàn đó ngay trong con người có cái Niết Bàn đó, nó len lỏi sẵn trong con người, ta gọi đó là tự tánh thanh tịnh Niết Bàn. Rồi người ta mà thể hiện được cái Niết Bàn đó ra bên môi trường, bên hoàn cảnh bên ngoài đó, thì ta gọi là hữu duy Niết Bàn, rồi vô duy Niết Bàn, rồi vô trụ xứ Niết Bàn. Giống như cái thể hư không thanh tịnh trùm khắp cả vũ trụ, mà người ta chiến tranh, người ta giết chóc, rồi nó lửa phun, rồi đất sụp vân vân. Nhưng mà có những chỗ người ta làm cho không còn chiến tranh, ta tự dứt chiến tranh, thì cái chỗ đó nó sẽ an lành, gọi là hòa bình hạnh phúc. Cái chỗ mà núi lửa không còn phục lên nữa thì cái bầu hư không của vùng đó nó sẽ hiển lộ trở lại cái tự tánh thanh tịnh của hư không. Do vậy cho nên là mọi người ở trong cái Niết Bàn tự tánh này ha, mọi người có thể tạo cái môi trường, tạo cái điều kiện, tạo cái hoàn cảnh để mỗi người tự hưởng được cái Niết Bàn đó. Cho nên cái công dụng Niết Bàn là vậy, ta chỉ cái Niết Bàn là vậy. Niết Bàn thường vắng lặng như là sự vắng lặng bao trùm cả vũ trụ, cả hư không vậy. Học Niết Bàn chúng ta phải thấy được cái đó, để rồi chúng ta thí nghiệm cũng được mà. Thực hành thì tự chúng ta có Niết Bàn từng giờ từng phút, còn chúng ta muốn thí nghiệm cũng thí nghiệm được. Là khi nào phiền não vô minh, tham sân si mạn nghi, phẫn hận phú não tật sang mà nó nổi lên, rồi chúng ta nhớ lời Phật ha, chúng ta ứng dụng rằng thực tánh vô minh tức Phật tánh. Ta hiểu rằng là gọi là tam độc, mà thực tánh nó không hề độc, ví như bọt bèo sanh diệt quyển hư. Khi nào mê thì tam độc nó tác động, nó hoàn hành bằng tỉnh thức. Tam độc tự biến mất, nó trở thành cái tánh thanh tịnh là Phật tánh. Có không? Thí nghiệm thấy có.